gần 30.000 khẩu trang, hàng trăm chai nước rửa tay khô và tờ rơi tuyên truyền về các biện pháp phòng dịch đã được các đoàn viên thanh niên phát cho người dân tại các điểm công cộng, khu chung cư tập trung đông người. Phát huy vai trò trách nhiệm, tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, hơn một tuần qua, các cấp bộ đoàn đã tập trung tuyên truyền vận động đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân về diễn biến của dịch bệnh COVID-19 tại cộng đồng. Theo đó, đồng loạt 10 huyện thành thị đoàn, các chi đoàn sở ban ngành đều đồng loạt ra quân, phát khẩu trang và nước rửa tay miễn phí cho người dân tại các khu dân cư và các địa điểm công cộng như quảng trường Nguyễn Văn Linh, trên các tuyến đường chính của huyện thành thị, tại cổng các doanh nghiệp. Chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng các biện pháp về phòng tránh cũng như là các cái biện pháp để mà vệ sinh đối với đoàn viên thanh niên trong sở. Chúng tôi cũng cố gắng huy động làm sao để anh em đoàn viên thanh niên ra để làm những công việc về cộng đồng như này để các đoàn viên nhận thức sâu rộng hơn về các cái công tác cộng đồng xã hội. Bên cạnh nguồn khẩu trang, dung dịch rửa tay khô được cấp từ các huyện thành thị, một số đơn vị đã có cách làm linh hoạt khi huy động nguồn xã hội hóa từ các đơn vị doanh nghiệp. Trong lúc số lượng khẩu trang khan hiếm và rất khó mua, đoàn thanh niên các đơn vị như chi đoàn sở nông nghiệp, chi đoàn đài phát thanh và truyền hình tỉnh, chi đoàn công an thành phố đã huy động được nguồn khẩu trang lớn là 20.000 khẩu trang và gần 200 chai dung dịch rửa tay khô. Đặc biệt, đoàn trường đại học sư phạm kỹ thuật đã kết hợp cùng khoa công nghệ hóa học và môi trường điều chế 1.500 chai dung dịch rửa tay khô sát khuẩn để phát miễn phí cho người dân, trường học và một số đơn vị quân đội. Có ban lãnh đạo khoa có bàn bạc với nhau và sau đó thì thống nhất ý kiến thì xin ý kiến nhà trường và cũng được cả cái sự ủng hộ rất tích cực của đoàn thanh niên ở nhà trường thì khoa đã tiến hành sản xuất thử nghiệm cái dung dịch rửa tay khô sát khuẩn. Mục đích chính của cái sản phẩm này là chung tay với cộng đồng và bảo vệ sinh viên, cán bộ, giảng viên trong khoa. Trong thời gian tới, ban thường vụ tỉnh đoàn, các huyện thành thị đoàn sẽ tiếp tục kêu gọi tài trợ cũng như nguồn xã hội hóa về nguyên liệu, vật tư y tế để chung tay vì cộng đồng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra.